vị và các bạn đã đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Hồng Phượng và Đại Nghĩa rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày vừa qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta cũng biết rằng tại khu du lịch Vinpearl của thành phố biển Nha Trang đã chào đón sự xuất hiện của 30 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới cùng đổ về đây để cùng nhau tranh tài vào đêm chung kết 1 tháng 11 trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007. Thật là vinh dự cho Việt Nam khi được là một trong những thành viên tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007, đúng không anh Nghĩa? Đúng đó Hồng Phượng. Mục đích cuộc thi tổ chức tại Việt Nam nhằm để tạo nên một sự kiện văn hóa nổi bật, nhằm để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với các bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, mục đích cuộc thi còn là nhằm kêu gọi tất cả mọi người gửi đi một thông điệp là tất cả chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ bà mẹ trái đất. Chính vì thế, các thí sinh ngoài những phần thi về sắc đẹp ra còn phải tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trong khuôn khổ cuộc thi. Và đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng ta đăng cai tổ chức một phần cuộc thi, một cuộc thi sắc đẹp được coi là lớn thứ ba trên thế giới. Thưa quý vị, tại Vinpearl thì các thí sinh phải trải qua 3 phần thi để tranh 5 giải thưởng. Đó là các giải Miss Beautiful Coast, sắc đẹp vì mục đích cao cả, Miss Fashion, hoa hậu thời trang, Miss Charm, hoa hậu duyên dáng, Best in áo dài, người mặc áo dài đẹp nhất và Miss Fitness, người có thể hình đẹp nhất. Và 4 giải thưởng sẽ được trao tại Việt Nam. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 vào ngày mai, ngày 1 tháng 11. Riêng giải thưởng sắc đẹp vì mục đích cao cả sẽ được công bố và trao tại đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007 được tổ chức tại Manila, Philippines vào ngày 11 tháng 11. Còn bây giờ thì chắc chắn rằng tất cả những người dân thành phố biển Nha Trang đang cảm thấy rất là nóng lòng, Đúng rồi. Là hồi hộp và cũng rất là vui bởi vì 30 bông hoa đẹp nhất từ khắp nơi trên thế giới cùng đổ về thành phố biển của mình. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Trái đất năm 2006 người Chile, cô Hiu Yesena. Và chúng ta cũng cùng hy vọng rằng đại diện của Việt Nam đó là Trương Chi Trúc Diễm sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi lần này quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng quay trở lại với chương trình quà tặng tri thức của chúng ta. Chương trình gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại hiện trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả còn có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và 12 cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và mỗi một khi chương trình chúng ta lên sóng, Đại Nghĩa Vòng Phượng phải làm công việc hết sức quen thuộc của mình, đó là quay lồng cầu đảo đều tất cả lá phiếu và rút ra một lá phiếu bất kỳ. Trên lá phiếu đó sẽ là số điện thoại của quý vị khán giả may mắn gọi điện đến với chương trình. Thế thì hãy nhanh tay lên nha, kết nối ngay với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng đến với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 30 người chơi tại đây. Xin mời! Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong trò chơi quà tặng tri thức. Và bây giờ vòng 1 của trò chơi bắt đầu. Xin mời quý vị và các bạn hãy chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả 50 bạn. Tôi thấy các bạn rất là rạng rỡ, các bạn vỗ tay rất là khí thế. Chắc là các bạn rất là tự tin và bình tĩnh để bước vào vòng 1 này rồi. Trước khi bước vào vòng 1 thì tôi xin nhắc các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với trò chơi quà tặng tri thức thì chúng ta có tất cả là 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như bạn nào trả lời được cả 3 câu hỏi của 3 vòng thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 15 triệu đồng. Kết thúc vòng 3, nếu có 10 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 10. Và có 3 bạn trả lời đúng thì 15 triệu sẽ chia cho 3. Có 1 bạn trả lời đúng thì một mình bạn ấy hưởng 15 triệu. Điều quan trọng là chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để chọn đáp án. Nếu như ngoài 3 giây mà các bạn bấm phím thì máy tính sẽ không nhận kết quả của các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 1 này. Nhiệt độ ở vị trí nào của ngọn lửa là nóng nhất? A. Phần dưới cùng. B. Phần giữa. C. Phần trên cùng. Và D. Phía xung quanh ngọn lửa. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ.
Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào, A, B, C hay là D. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 8 bạn. Đáp án B có 15 bạn. Đáp án C có 22 bạn. Đáp án D có 4 bạn. Và ở câu hỏi này thì có một bạn đã chọn đáp án sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận kết quả của bạn. Rất lấy làm tiếc, phải chia tay bạn từ bây giờ. Và bây giờ đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án C. Phần trên cùng của ngọn lửa có màu xanh là nơi có nhiệt độ cao nhất, vào khoảng hơn 1000 độ C. Xin chúc mừng 22 bạn đã chọn đáp án C. Các bạn lại được bước tiếp vào vòng trong. Và tôi rất tiếc phải nói lời chia tay với những bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Và bây giờ là thời gian chúng ta dành cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi với chúng ta. Nào, xin mời. Chúc mừng 22 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và 28 người bạn còn lại ơi, các bạn đừng buồn, bởi vì chương trình quà tặng tri thức của chúng tôi luôn mở rộng vòng tay để chào đón sự trở lại của tất cả các bạn đấy. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta nên dành thời gian cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ, đúng không anh Nghĩa? Quý vị ơi, quý vị hãy chờ một chút xíu nha. Hồng Phượng sẽ quay lòng cầu tìm ra xem ai sẽ là người khán giả may mắn đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức ngày hôm nay. Hồng Phượng đang quay lòng cầu. Và tiếp theo sẽ đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên. Xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to số điện thoại này lên cho mọi người cùng biết nha. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 0843104001. Đó là số điện thoại của vị khán giả may mắn đầu tiên. Mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị khán giả này ngay nha. Trong khi chờ đợi làm quen với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình, thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của Trung tâm Điện máy Idea. Trung tâm Điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, thưa quý vị, Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Đó chính là 8 logo sản phẩm của Trung tâm Điện máy Idea. Và tất cả chúng ta nếu như thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức đều biết rằng đằng sau 8 logo này chính là 8 phần quà vô cùng hấp dẫn dành tặng cho quý vị khán giả. Còn bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên nha. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào ông Phượng nhà Đại Nghĩa. Alo, xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về mình ạ. À, mình tên là Châu Gia Đạt, là kỹ sư xây dựng, làm ở công ty thiết kế nội thất MT. Bạn Đạt làm ở xây dựng mà làm ở khâu thiết kế nội thất đúng không ạ? Vâng. Không biết rằng trong công việc của bạn, bạn cảm thấy có điều gì mà bạn yêu thích? Mình thì thích có những cái sáng tạo và cái gì mới mẻ. Người làm công việc của bạn chắc hẳn rằng phải có một tâm hồn rất là nghệ sĩ đúng không? Và phải có một trí tưởng tượng thật là phong phú nữa phải không bạn Đạt? Vâng ạ. Theo bạn thì ngôi nhà tương lai của bạn trong mơ đó thì bạn thích như thế nào? Mình thích thì cái nhà thì nó có những cái mặt xung quanh nó thông thoáng thì nhìn thấy nó thoải mái hơn, chứ được trong cái không khí mà nó ngợp quá thì cũng khó chịu lắm. Đúng là một kỹ sư xây dựng đúng không anh Nghĩa? Và ước mơ của bạn Đạt cũng là ước mơ của tất cả mọi người chúng ta. Trong tình trạng thành phố chúng ta hiện nay đang rất là đông dân cư cũng như rất nhiều nhà mọc lên. Xin chúc mừng bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ trước khi đến với câu hỏi, mời bạn hãy chọn một trong tám. Chọn cái số 8, Olympus. Olympus, và chúng ta cùng xem phần quà là gì nha. Máy ảnh Olympus có độ phân giải 7.1 megapixel, zoom xa 3x, màn hình LCD 2.5 inch. Anh Đạt ơi, bạn đã sở hữu chiếc máy ảnh nào chưa vậy?
Mình cũng có rồi mà của gia đình thôi, nhưng một mình chưa có. Còn bây giờ nếu như bạn trả lời đúng câu hỏi này thì phần quà này là một chiếc máy ảnh sẽ thuộc về riêng một mình bạn thôi. Bạn có thích máy ảnh không? Mình rất là thích chụp hình và những cái cảnh đẹp thì mình rất là thích lưu lại. Thế thì bạn hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi này nha. Câu hỏi dành cho bạn như sau: các dân tộc ở nước ta được chia làm bao nhiêu ngữ hệ? Có 4 sự lựa chọn: A 2 ngữ hệ, B 3 ngữ hệ, C 4 ngữ hệ và D 5 ngữ hệ. Bạn có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Chọn B, 3 ngữ hệ. Đáp án B đó là 3 ngữ hệ. Bạn đưa ra đáp án trong một thời gian rất ngắn, không biết rằng do tự bạn suy nghĩ hay là có ai tư vấn cho mình ạ? Do mình cũng có sự tìm tòi với cũng mình cũng hy vọng là mình may mắn. Vậy thì bây giờ kế bên bạn đang có những người nào đang cổ vũ cho bạn thế? Ở nhà thì mình còn có mẹ mình kế bên rồi. Mẹ bạn kế bên một nguồn động lực rất là lớn đúng không anh Nghĩa? Thế thì bây giờ bạn hãy cùng lắng nghe đáp án của chương trình nha. Ngữ hệ là dòng ngôn ngữ gồm một tập hợp các tộc người có ngôn ngữ tương đồng, có thể hiểu nhau một phần nào trong giao tiếp. Các ngữ hệ nước ta bao gồm một nhóm ngôn ngữ khác nhau là ngữ hệ Nam Á, ngữ hệ Nam Đảo, ngữ hệ Hán Tạng, trong đó người Kinh chiếm đa số và thuộc ngữ hệ Nam Á. Nước ta có 54 thành phần dân tộc được chia làm 3 ngữ hệ khác nhau. Và sự lựa chọn của bạn, đáp án B, 3 ngữ hệ là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Cảm ơn. Chiếc máy ảnh Olympus bây giờ đã thuộc về bạn rồi. Cảm xúc của bạn bây giờ như thế nào? Mình rất là vui à. Tại vì mình cũng có được sở hữu một cái máy tính, máy chụp hình riêng cho mình à. Vui đúng rồi. Và Hồng vẫn hy vọng rằng chiếc máy ảnh này sẽ là một vật dụng dễ thương luôn luôn theo bạn trên mỗi chuyến hành trình du lịch bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình và tạp tri thức của chúng tôi tối ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại phim trường xem phần thi của 22 người chơi tại đây bước vào vòng 2 chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, số máy của tổng đài 1900 1747 đang chờ những cuộc gọi của quý vị để đăng ký tham gia chương trình quà tặng tri thức. Quý vị có thể gọi vào số máy này vào tất cả các ngày trong tuần. Điều đặc biệt của chương trình quà tặng tri thức là chương trình không giới hạn số lần tham gia. Nếu như quý vị tham gia lần thứ nhất, lần thứ hai không thành công thì có thể đăng ký tham gia lần thứ ba, thứ tư và có thể đến lần thứ 10 nếu như quý vị thích. Và bây giờ thì tôi xin phép được đi vào vòng 2 với nội dung câu hỏi như sau. Ai được xem là người đã phát minh ra đầu máy xe lửa? A. Robert Koch. B. George Stephenson. C. Thomas Edison. D. Leonardo da Vinci. 10 giây suy nghĩ, bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây, bắt đầu. Hết 3 giây rồi. Bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 6 bạn. Đáp án B có 15 bạn. Đáp án C có 1 bạn. Đáp án D không có bạn nào cả. Và bây giờ đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án B. Kính thưa quý vị và các bạn, George Stephenson được sinh ra ở William Northumberland là người nổi tiếng nhờ phát minh ra đầu máy xe lửa. Xin chúc mừng 15 bạn đã chọn đáp án B. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và xin nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án B. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì kính thưa quý vị khán giả truyền hình, quý vị hãy lắng nghe xem số điện thoại được đọc lên có phải là số của quý vị không nhé, và quý vị có phải là vị khán giả may mắn tiếp theo không nào? Nào, xin mời.
Vâng thưa quý vị, không để quý vị thấy hồi hộp mà chờ lâu, bây giờ là phần chơi dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà. Anh Nghĩa sẽ làm công việc của mình, quay lồng cầu đảo đều và bốc ra một lá phiếu. Vậy thì nhanh tay lên anh Nghĩa ơi, hãy quay nhanh lồng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chia đều may mắn cho tất cả quý vị khán giả. Ôi, rất nhiều những lá phiếu được gửi đến thưa quý vị. Mỗi một ngày chúng tôi đều bỏ thêm vào những lá phiếu và chính vì thế cái lồng cầu chúng ta càng lúc càng đầy. Và bây giờ Hồng Phượng xin được đọc to số điện thoại may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0756963 04. Và xin một phần kết thúc cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Và bây giờ thì Đại Nghĩa cũng xin chúc mừng 15 người chơi tại phim trường vừa rồi đã trả lời một câu hỏi thật xuất sắc. Ở Đại Nghĩa nghĩ rằng câu hỏi này cũng khá là hóc búa phải không Hồng Phượng? Hồng Phượng nghĩ rằng đây là một câu hỏi khá gay góc. Nhưng mà tất cả các bạn của chúng ta phần đông đã vượt qua rồi. Vì vậy chúng ta hãy cùng hy vọng cho các bạn của chúng ta 15 người bạn sẽ cùng trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Có khi nào vậy không ta? 15 bạn chia đều phần thưởng là 15 triệu, mỗi bạn phần thưởng là 1 triệu, bạn nào cũng vui hết. Vậy chúng ta hãy cùng hy vọng như thế đi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai. Alo, xin chào chị Hồng Phượng và anh Đại Nghĩa ạ. Xin chào bạn ạ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Trúc Linh ạ. Bạn Trúc Linh đúng không? Dạ. Bạn Trúc Linh ơi, không biết rằng bạn hiện đang ở đâu và công việc của bạn là gì ạ? Dạ, em đang ở Bến Tre ạ. Bến Tre. Nhắc tới Bến Tre thì Hồng Phượng nhớ ngay ra rằng Bến Tre có một đặc sản rất là nổi tiếng, đó là kẹo dưa. Và bánh tráng sữa nữa. Đúng rồi. Vậy thì bạn Trúc Linh ơi, không biết rằng bạn có thể chia sẻ với chúng tôi về cách làm kẹo dưa hay không? Chị Hồng Phượng có ai làm kẹo dưa hả? Có lẽ là trong dưa. Chị dắt nước cốt dừa nè, rồi mạch nha, đường nè, rồi nấu lên rồi đổ ra khuôn, khuôn rồi cắt, rồi gói, rồi bỏ thêm đậu phộng. Rất là công phu đúng không anh Nghĩa? Dạ. Và Hồng Vượng hy vọng rằng một ngày nào đó Hồng Vượng và Đại Nghĩa sẽ được cùng xuống dưới Bến Tre để cùng theo dõi cách làm của bạn nhé. Còn bây giờ thì xin mời bạn hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại. Dạ, em chọn bảng Sony ạ. Logo Sony, và chúng ta cùng xem phần quà là gì nào. Đầu DVD Sony, thiết kế nhỏ gọn, đọc được nhiều loại đĩa, khả năng nhớ đến 6 đĩa. Bạn thấy phần quà được thế nào, có hấp dẫn lắm không? Đây là một phần quà rất là hấp dẫn, vì vậy bạn hãy cố gắng tập trung để đáp đúng câu hỏi của chúng tôi bạn nhé. Bạn Trúc Linh ơi. Dạ. Bạn mới còn nghe chúng tôi nói đó chứ không? Dạ còn ạ. Vâng, thế thì bạn hãy cố gắng, bạn trả lời thật chính xác câu hỏi này nha. Và phần quà là một chiếc đầu đĩa DVD sẽ thuộc về bạn đó. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Cây dứa có nguồn gốc từ khu vực nào sau đây? Bạn có 4 sự lựa chọn: A. Nam Mỹ, B. Nam Phi, C. Đông Nam Á, D. Tiểu Á. 10 giây dành cho bạn. Bắt đầu. Alo, chị đọc câu hỏi đi, em nghe rõ. Bạn chọn đáp án nào? Chị đọc lại em nghe. A. Nam Mỹ, B. Nam Phi, C. Đông Nam Á và D. Tiểu Á. Dạ, em chọn đáp án C ạ. Đáp án C là Đông Nam Á đúng không bạn? Và bạn tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời của mình? Rung quá không nghe được. Rung quá không nghe được, vì vậy bạn đang thử sự may mắn của mình đúng không? Dạ. Nhưng nếu lỡ mà không may không đáp đúng câu hỏi của chương trình thì sao? Dạ thì sẽ tiếp tục đăng ký chương trình trong những lần sau đúng không nào? Dạ. Và bây giờ xin mời bạn cùng lắng nghe đáp án của chúng tôi như sau. Cây dứa có nguồn gốc ở khu vực Nam Mỹ và được đưa tới các đảo khu vực Caribe nhờ những thổ dân Andean Caribe. Năm 1493, Christopher Columbus lần đầu tiên đã nhìn thấy các loại cây thuộc chi dứa và ông đã mang về châu Âu. Từ đó, loại cây này được phát tán khắp các đảo Thái Bình Dương. Các cánh đồng trồng dứa thương phẩm được thành lập tại Hawaii, Philippines, Đông Nam Á, Florida và Cuba. Dứa trở thành một loại cây ăn trái phổ biến trên thế giới. Như vậy, đáp án đúng của chúng tôi là đáp án A chứ không phải là đáp án C. Bà Trúc Linh ơi, bây giờ thì không biết bạn có điều gì muốn nói với chương trình hay không? Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Bạn vẫn cười rất tươi và Hồng vẫn hy vọng rằng sẽ được gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng tri thức lần sau. Xin chào tạm biệt vị khán giả may mắn thứ hai của chúng ta. Còn bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường. Anh Quách Thọ Ninh cùng với 15 người chơi đang chờ đợi chúng ta bước tiếp vào vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng 15 bạn bước vào vòng 3. Trước khi tôi đọc nội dung câu hỏi của vòng 3 này thì chúng ta hãy dành cho các bạn ấy một cuộc trò chuyện ngắn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn ở số máy 17. Xin chào bạn. Chào anh.
Bạn có thể giới thiệu một chút xíu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Giào, em là sinh viên năm 2 của trường Cao đẳng, tốt nghiệp dệt may thời trang Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Giào đến với chương trình quà tặng tri thức là do ai giới thiệu, ai động viên hay là cổ vũ bạn? Dạ là do em được biết qua đài truyền hình HTV7. Thế thì bạn đã chiến thắng ở 2 vòng rồi, bây giờ bước vào vòng 3 này bạn có tự tin rằng mình sẽ lại chiến thắng nữa không? Hơi tự tin. Thế thì hai câu hỏi của 2 vòng vừa rồi có khó quá đối với bạn không? Dạ cũng khó. Cũng khó không? Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời chào bạn ngồi máy số 18. Dạ em chào anh Linh và chào các bạn đang xem đài ạ. Em tên là Võ Thị Trà My, là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học. Em học khoa quản trị kinh doanh quốc tế ạ. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút xíu về chủ đề tình yêu được chứ ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì theo bạn, hiện nay thì nhân loại có rất nhiều định nghĩa về tình yêu. Thế nhưng mà chưa thống nhất được là định nghĩa nào chính xác nhất hay nhất về tình yêu cả. Theo bạn thì bạn tâm đắc nhất về định nghĩa một tình yêu, định nghĩa nào bạn cho rằng hay nhất? Dạ đối với em là một sinh viên thì em nghĩ tình yêu là hai người phải đến với nhau bằng sự chân thành và phải cùng nhau giúp đỡ trong việc học tập à. Thế thì con bạn dạ. Theo bạn thì yếu tố nào quyết định cho sự bền vững của một tình yêu? Theo em yếu tố quyết định cho sự bền vững của tình yêu là phải chung thủy, tin tưởng lẫn nhau và khoan dung độ lượng cho nhau. Thế lỡ người yêu mình có một lần nói dối thôi, chỉ một lần duy nhất thôi, bạn có chấp nhận được không? Theo em thì không chấp nhận. Đúng, tất nhiên tôi cũng nghĩ là như vậy. Và tôi sẽ kể cho hai bạn cũng như quý vị khán giả nghe một câu chuyện của một anh chàng. Anh chàng này cao to, đẹp trai, nhìn rất là lịch lãm. Anh đến một cửa hàng bán thiệp và anh hỏi cô chủ rằng: chị ơi, ở đây có bán tấm thiệp nào mà ghi dòng chữ anh chỉ yêu một mình em thôi, có không chị? Đó, thì cô chủ nói là có, anh đợi một chút xíu nha. Nói: chị ơi, chị lấy giùm tôi 10 tấm. Thế thì theo em, anh ấy có thật lòng hay anh ấy dối trá? Theo em thì anh ấy là người dối trá. Tức là không chấp nhận được đúng không nào? Rồi, một người đàn ông như thế chắc chắn sẽ không phải là lý tưởng trong đầu mình đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3 này. Tác giả của tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa là ai? A. La Quán Trung. B. Ngô Thừa Ân. C. Thi Nại Am. Và D. Tư Mã Thiên. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 7 bạn. Đáp án B không có bạn nào chọn. Và đáp án C có 2 bạn. Có 6 bạn đã cho rằng tác giả của Tam Quốc Diễn Nghĩa là Tư Mã Thiên. 6 bạn ấy đã chọn đáp án D. Bây giờ chúng ta xem đáp án nào là đáp án chính xác và ai sẽ là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Đáp án chính xác đó chính là đáp án A. Kính thưa quý vị và các bạn, La Quán Trung là tác giả của tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa. Người ta còn gọi ông là La Bản, tự Quán Trung, hiệu là Hồ Hải Tản. Tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập, rất hấp dẫn khán giả. Xin chúc mừng 7 bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Và thật là đáng tiếc, 6 người bạn còn lại đã không đáp đúng câu hỏi mà anh Quốc Hồi Ninh đưa ra. Nhưng không sao các bạn ơi, các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, bởi vì chương trình quà tặng tri thức không hạn chế số lượng đăng ký của tất cả các bạn đâu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi tìm xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Mời Hồng Phượng. Hồng Phượng sẽ quay lồng cầu, đảo những lá thăm thật nhiều lần,
để chọn ra phiếu thăm may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng, xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà đại Nghĩa cầm trên tay là số 088 34 37 23. Đó chính là số điện thoại của người khán giả may mắn cuối cùng trong chương trình hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị khán giả này. Anh Nghĩa ơi, vừa rồi thì Hồng Phượng đã nói lời chúc mừng đến 7 người bạn của chúng ta rồi. Và còn 6 người bạn không đáp đúng câu hỏi thì anh Nghĩa sẽ nói lời gì để chia sẻ với các bạn đây? Không phải là 6 bạn đâu mà tới 8 bạn rồi đó Hồng Phượng. Ồ, 8 bạn lận, đúng người bạn rồi sai. Nhưng mà thì trong cuộc thi của chúng ta chắc chắn rằng cũng phải có người thắng, có người thua đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà dù thắng hay thua, chúng ta cũng đã gom góp cho mình thêm được một kiến thức thật sự bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ ba của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ ba ạ. Alo, xin chào Đại Nghĩa và Hồng Phượng. Xin chào anh ạ. Anh ơi, anh hãy nói cho mọi người biết anh tên gì, công việc hiện tại của anh như thế nào nhé. Tôi tên là Lê Thanh Long, ở phường 5, quận 3. Công việc của tôi hiện tại là buôn bán tại nhà. Anh Thanh Long buôn bán tại nhà. Anh có thường xuyên theo dõi chương trình quà tặng tri thức không ạ? Dạ, rất là thường xuyên ạ. Và hôm nay anh đã là một người may mắn. Thế thì Đại Nghĩa chúc cho anh thật sự may mắn, giành được phần thưởng của chương trình. Còn bây giờ, mời anh hãy lựa chọn một trong 6 bản logo ở đây. Anh chọn logo nào? Tôi chọn Samsung. Logo Samsung. Chúng ta cùng khám phá xem sau logo Samsung phần quà là gì. Đó chính là máy MP3 Samsung, dung lượng 1GB, màn hình OLED 1.8 inch, kích thước mỏng 69mm xem được văn bản. Chắc chắn rằng anh rất thích phần quà này, nhưng mà phần quà này có thuộc về anh hay không thì còn phải xem anh có đáp đúng câu hỏi của chúng ta hay không đã. Vâng, câu hỏi dành cho anh như sau. Tên gọi sông Hồng ở nước ta bắt nguồn từ A. Một câu chuyện cổ. B. Một hiện tượng tự nhiên. C. Một sự kiện lịch sử. Và D. Tên của một người. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Nhanh lên anh ơi. Tôi xin chọn đáp án B. Một hiện tượng tự nhiên. Đáp án B. Một hiện tượng tự nhiên. Anh có thể nói cho mọi người Đức biết là vì sao anh lại chọn đáp án này hay không? Theo tôi nghĩ thì là tên gọi sông Hồng là do cái phù sa, của màu của phù sa của dòng sông tạo nên cái tên của dòng sông ạ. Tức là theo anh thì phù sa của dòng sông nó tạo nên dòng sông màu đỏ, màu hồng. Chính vì thế mới có tên là sông Hồng đúng không? Rồi, đúng rồi. Để xem sự hiểu biết của anh có chính xác hay không nha. Sông Hồng bắt nguồn từ dãy Ngụy Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sông Hồng còn có tên gọi khác là Hồng Hà, sông Cái. Nước sông Hồng về mùa lũ thường có màu hồng đỏ do phù sa mà nó mang theo. Dựa vào nguồn gốc của hiện tượng tự nhiên này mà người xưa đã đặt tên cho sông. Lượng phù sa của sông Hồng rất lớn, trung bình khoảng 100 triệu tấn một năm, tức là gần 1,5 kg phù sa trên 1 mét khối nước. Và đáp án của anh đưa ra, đáp án B, một hiện tượng tự nhiên, là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng. Anh Nghĩa nghe đàn phòng trên bên kia anh reo lên thật là to, thật là vui. Không biết bây giờ anh đang chia sẻ niềm vui cùng với em bên cạnh mình thế? Dạ, ở đây có mẹ và có anh trai tôi ạ. Có mẹ và anh trai nữa. Và sau khi chương trình kết thúc, anh sẽ làm gì để ăn mừng nào? Chắc là dẫn ông anh đi nhậu một vòng rồi. Trời ơi, dẫn ông anh đi nhậu. Thế thì một lần nữa xin chúc cho anh cùng với gia đình có những ngày nghỉ thật là vui nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chương trình 30 phút của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Và trước khi chia tay với tất cả quý vị khán giả đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và những quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc với công ty cổ phần Lasta số 23 đường Phùng Khắc Khoang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào tối thứ sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đêm thi cuối cùng của cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2007 là phần tranh tài hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị giữa ba thí sinh Nguyễn Ngọc Đợi, Lê Văn Gàn, Nguyễn Thị Diễm Kiều. Ai sẽ đăng quang với danh hiệu Chuông Vàng Vọng Cổ 2007? Một đêm thi đầy ắp niềm đam mê cháy bỏng, một buổi tối thưởng thức chương trình nghệ thuật tuyệt vời hướng về những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Hãy đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông Vàng Vọng Cổ 2007 được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.